Thân ái, chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, Nam mạng. Nam mạng Kỷ Tỵ, cung Cấn, trực khai, mạng Đại Lâm Mộc, khắc Đại Trạch Thổ, con nhà Thanh Đế, trường mạng, xương con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng. Tổng quan tử vi Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ. Tử vi Kỷ Tỵ là những người thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ luôn đặt ra mục tiêu riêng cho cuộc sống của mình và cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được những điều đó. Cũng có đôi lúc Kỷ Tỵ rơi vào trạng thái chán nản, mất cân bằng trong cuộc sống, nhưng gia đình, người thân luôn là động lực giúp họ vượt qua ý chí, quyết tâm đạt được thành công. Khi còn trẻ, tuổi Kỷ Tỵ sẽ trải qua nhiều khó khăn thử thách trên con đường lập nghiệp, không ít những lần dấp phải thất bại, họ càng ngày càng trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Từ tuổi 38 trở đi, may mắn bắt đầu mỉm cười với họ. Sự nghiệp của Kỷ Tỵ thăng tiến, phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, sóng gió khó khăn vẫn có thể ập đến bất kỳ lúc nào nếu như họ chủ quan. Những người tuổi này không mong ước có cuộc sống giàu sang phú quý. Họ đơn giản chỉ cần một cuộc sống bình yên, quây quần với những người thân trong gia đình. Tuổi Kỷ Tỵ coi trọng tình cảm hơn vật chất. Trái tim nhân ái của họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tình duyên, Kỷ Tỵ là người rất coi trọng tình cảm. Bởi vậy, họ dành nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một người bạn đời lý tưởng. Họ rất ít khi rung động với những mối quan hệ mới gặp gỡ. Tình yêu của Kỷ Tỵ phải được xây dựng dựa trên sự gắn bó, đồng cảm và thấu hiểu nhau. Dù vậy, nhưng không phải lúc nào những người này cũng may mắn tìm được mảnh ghép phù hợp với mình, thậm chí tình cảm của họ phải trải qua nhiều sự thay đổi. Tuổi Kỷ Tỵ sinh các tháng 5, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Muốn được tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, tuổi Kỷ Tỵ phải biết cách mở lòng, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu cứ giữ chặt tình cảm trong lòng, đối phương sẽ hiểu lầm là một người nhàm chán, không có tình cảm với họ. Tuổi Kỷ Tỵ sinh vào các tháng Giêng, tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Đừng buồn khi mối tình đầu của bạn bị đổ vỡ. Có lẽ điều đó sẽ giúp bạn ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Điều cần thiết để duy trì một mối quan hệ lâu dài đó là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chính vì vậy, tuổi Kỷ Tỵ không nên quá đa nghi, ghen tuông, mù quáng. Tuổi Kỷ Tỵ sinh vào các tháng 2, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Đường tình duyên may mắn và thuận lợi. Kỷ Tỵ sớm tìm được một nửa của mình và xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu đã kết hôn, những người này sẽ có một cuộc sống vô cùng sung sướng, hòa hợp. Gia đạo và sự nghiệp là người thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Kỷ Tỵ có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Khi làm việc, họ tập trung cao độ và luôn giữ vững lập trường của mình. Sự phán đoán chính xác, nhạy bén giúp tuổi Kỷ Tỵ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Đằng sau sự thành công ấy là một con người không ngừng cố gắng, phấn đấu và nỗ lực với ý chí kiên cường, bền bỉ. Đã nhiều lần, tuổi Kỷ Tỵ phải trải qua cay đắng, gian khổ và những sự thất bại. Nhưng sự ủng hộ của người thân, gia đình là động lực có thể họ tiến lên phía trước. Dù không coi trọng tiền tài, vật chất, nhưng Kỷ Tỵ luôn đặt ra nhiều mục tiêu để phát triển và hoàn thiện bản thân hơn. Phải từ năm 28 tuổi trở đi, Kỷ Tỵ mới có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định, danh tiếng vẻ vang, được nhiều người biết đến. Dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ thường chia sẻ tài sản của mình với người thân, những người gặp khó khăn. Vì thế mà cuộc sống của họ chỉ ở đủ mức đủ ăn, đủ mặc, không mấy dư thừa. Nhưng ngược lại, tuổi Kỷ Tỵ lại làm được nhiều việc thiện, để lại phúc đức cho con cháu về sau. Mối quan hệ với những người thân trong nhà đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, không khí căng thẳng. May mắn Kỷ Tỵ là những người khéo léo, luôn biết cách hòa giải và duy trì tình cảm giữa mọi người. Gia đạo nhờ đó mà trở nên êm ấm, hòa hợp. Tuổi Hợp làm ăn, Kỷ Tỵ là những người rất cẩn thận trong công việc. Trước khi quyết định một điều gì đó, họ suy nghĩ và tính toán kỹ càng,
không bao giờ nóng vội hấp tấp. Quyết định dựa vào cảm tính. Khi làm việc tập trung, khi làm việc tập thể kỷ tỵ, luôn xuất sắc trong việc đóng góp những ý tưởng mới lạ, độc đáo, luôn là người tiên phong trong những việc giải quyết khó khăn, thử thách. Chính thái độ nhiệt tình và yêu thích công việc của mình, kỷ tỵ được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, thán phục. Tuy nhiên, đôi lúc công việc của họ cũng gặp khá nhiều trục trặc và cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Lúc ấy, sự hợp tác với những người tuổi Canh Ngọ, Ất Hợi, Nhâm Thân, Kỷ Tỵ là điều rất cần thiết. Đó đều là những tuổi hợp làm ăn giúp cho công việc của người tuổi Kỷ Tỵ thăng tiến phát triển. Lựa chọn vợ chồng tuổi kết hôn là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống sau này của mỗi người. Nếu chọn tuổi hợp với mình, bạn sẽ sung sướng đầy đủ cả đời. Nếu chọn tuổi không hợp, rất có thể cuộc sống sau này sẽ gặp khó khăn thiếu thốn. Kết hôn với những tuổi Canh Ngọ, Nhâm Thân, Bính Tý, Ất Hợi, Kỷ Tỵ, cuộc sống sung sướng ổn định, vợ chồng hòa thuận, công việc thăng tiến. Nếu kết hôn với những tuổi trên, Kỷ Tỵ cả đời sẽ được hưởng thụ an nhàn, không vướng bận bất kỳ điều gì. Kết hôn với những tuổi Đinh Hợi, Giáp Tuất, Mậu Thìn, cuộc sống ổn định, thu nhập bình thường, không mấy dư dả nhưng cũng không lo thiếu thốn. Bù lại, nếu kết hôn với những tuổi trên, Kỷ Tỵ sẽ có đời sống tình cảm vô cùng phong phú. Vợ chồng một lòng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, gia đạo hòa thuận. Nếu kết hôn với những tuổi Ất Sửu, Tân Mùi, Quý Mùi, Đinh Sửu, công việc và cuộc sống sẽ thường xuyên gặp những biến động, thay đổi. Mối quan hệ vợ chồng đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Kỷ Tỵ cần phải bình tĩnh, nhường nhịn hơn nữa mới có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Những tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi, Kỷ Tỵ không nên tiến hành những chuyện trọng đại trong cuộc đời như cưới sinh. Bởi khoảng thời gian ấy, bản mệnh kém may mắn, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Nếu kết hôn sẽ không suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Kỷ Tỵ là những người năng động, hoạt bát và nhiệt tình trong những hoạt động xã hội. Họ thường xuyên tham gia từ thiện, làm việc tốt, giúp đỡ mọi người. Sự thật thà, tốt bụng ấy khiến tuổi Kỷ Tỵ ghi điểm trong mắt đối phương. Dù được rất nhiều người yêu quý, theo đuổi nhưng họ vẫn chỉ chung thủy với một người duy nhất trong trái tim mình. Sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 12 âm lịch, tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều thay đổi trong đời sống tình cảm. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Tỵ xung khắc với các tuổi Tân Dậu, Mậu Dần, Quý Dậu, Kỷ Mão, Ất Dần, Bính Dần, Đinh Mão. Bởi việc trong làm ăn hay kết duyên vợ chồng cần phải tránh để có cuộc sống sung sướng, hòa hợp hơn. Nếu như đã kết duyên với những tuổi xung khắc, Kỷ Tỵ cũng không nên quá lo lắng. Để duy trì được mối quan hệ vợ chồng, bạn cần phải nhường nhịn, bình tĩnh và chia sẻ với đối phương nhiều hơn nữa. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời vào những năm 24, 26, 28 và 35 tuổi, Kỷ Tỵ sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở. Vì vậy, làm việc gì cũng phải cẩn thận, chắc chắn, không nên phán đoán dựa vào trực giác, cũng không nên quá tin tưởng người khác kẻo bị lừa gạt. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, Kỷ Tỵ là những người làm ăn ngay thẳng, thật thà và luôn cố gắng cống hiến hết sức mình. Công việc của họ sẽ thuận lợi, thành công mỹ mãn nếu như xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Diễn tiến từng năm, từ năm 25 tuổi đến năm 27 tuổi, trong giai đoạn chập chững lập nghiệp, Kỷ Tỵ cần phải cẩn thận, chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình. Lựa chọn một ngành nghề phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân sẽ giúp bạn có một cuộc sống ổn định trong tương lai. Từ năm 28 đến năm 35 tuổi, tuổi 28 sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, có nhiều bước phát triển vượt bậc so với trước. Thu nhập ổn định, công việc dư dả hơn. Đến năm 29, 30 và 31 tuổi, tài lộc càng dồi dào. Công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn, có cơ hội để thăng tiến nhiều hơn. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để mở rộng quy mô làm ăn, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển.
tuổi 32, Kỷ Tỵ cần đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lợi dụng ảnh hưởng đến công việc. Từ năm 33 đến năm 35 tuổi, công việc rất ổn định, cuộc sống sung sướng đầy đủ, tình duyên cũng gặp được nhiều may mắn, gia đình hòa thuận hạnh phúc. Có thể nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất, thuận lợi nhất trong cuộc đời tuổi Kỷ Tỵ. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, công việc gặp khó khăn, khủng hoảng, sự nghiệp vì thế mà bị giảm sút đáng kể, tinh thần trở nên hoang mang, lo lắng. Tuổi 37 và 38, làm việc gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng, tập trung giải quyết công việc khó khăn của mình. Từ tuổi 39 đến 40 tuổi, công việc ổn định hơn, khó khăn dần được đẩy lùi, tài chánh cũng được củng cố. Trong độ tuổi này, biến động và khó khăn này, Kỷ Tỵ may mắn nhận được sự ủng hộ, tiếp sức của gia đình, bạn bè, người thân, đặc biệt là người đời, bạn đời lý tưởng. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, khó khăn đã đi qua, cuộc sống, sự nghiệp dần ổn định hơn. Khoảng thời gian này, Kỷ Tỵ có nhiều tài lộc, khối lượng công việc tăng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, dù bận rộn làm việc, Kỷ Tỵ cũng nên dành thời gian để quan tâm, chăm sóc cho cuộc sống gia đình. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, thu nhập bình thường, chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình, không mấy dư dả. Thế nhưng Kỷ Tỵ vẫn hài lòng về điều đó vì họ có một gia đình tuyệt vời. Tình yêu thương, gắn kết giữa những người thân trong nhà luôn khiến họ cảm thấy thật bình yên. Tình cảm chính là điều những người này theo đuổi trong cuộc sống chứ không phải tiền bạc vật chất. Từ năm 51 đến năm 60 tuổi, theo tử vi trọn đời, đây sẽ là khoảng thời gian Kỷ Tỵ được nghỉ ngơi, thư giãn và bồi bổ sức khỏe của mình. Mọi cố gắng, nỗ lực khi còn trẻ đã được đền đáp xứng đáng. Kỷ Tỵ cần dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho gia đình mình, đặc biệt là con cái. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị được nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.